À. Xin chào các em học sinh thân yêu, chị là chị Naomi, CEO của công ty 012 Global. Thay mặt công ty 012 Global, chị gửi lời chào đến tất cả các em. Chị biết rằng đây là thời điểm rất là khó khăn với tất cả các chị em chúng ta. Có thể các em đang ở khu cách ly, hoặc các em đang ở với gia đình, hoặc các em vẫn đang ở trong trường. Tất cả các chị em chúng ta đang trong tất cả các khóa học đã chuyển thành khóa học online. 012 Guru và chị chúc các em mạnh khỏe, học tập thật tốt và chúng ta cùng vượt qua cái thời điểm này để có kết quả tốt nhất cho kỳ nhập học tháng 9. Chị và team 012 Global luôn ở đây đồng hành cùng các em, support các em. Nên có bất cứ vấn đề gì thì các em chỉ có thể nhắn tin hoặc call team 012 để mọi người được support nhé. Chị chúc các em những điều tuyệt vời nhất và hẹn gặp lại các em sớm nhất có thể. Chào tạm biệt các em.